Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Shop Xe Máy nha mọi người. Thì hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn là dòng S150 rồi S155 cho anh chị và các bạn ha. Thì đồng hành giới thiệu với mình trong hôm nay là có em Thủy sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn nha. Rồi mời Thủy ạ. Đối với những cái màu nguyên bản của bên mình thì bản tiêu chuẩn là có giá 46 triệu nhé. Em báo giá cho anh cái phiên bản S155 mà bản tiêu chuẩn khối chị ạ? Đối với phiên bản 155 mà phiên bản khóa chiều thì em có giá màu nguyên bản là từ 46 triệu. 46 triệu. 46 triệu có gặp đặt trước không em? Đối với 255 thì phiên bản khóa chiều thì em có giá màu nguyên bản là từ 46 triệu. Rồi em báo giá giùm anh cái bản S155 mà phiên bản tiêu chuẩn khối chì ạ. Thì phiên bản 155 phiên bản tiêu chuẩn thì bên em có giá từ 46 triệu. Có cần trả trước không em? Đối với những màu zin thì mình không cần phải trả trước anh nhé. Còn đối với những màu độ thì mình chỉ cần trả trước từ 2 đến 3 triệu. Những màu và độ như thế này thì mình cộng từ mình phải trả từ 2 triệu. Ok. Đó, qua bên này là có smart key. Thì bản màu nguyên bản này thì giá nhiêu em? Đối với màu nguyên bản này thì có giá là 48 triệu 500. 48 triệu 500, bao VAT luôn. Mình trả trước bao nhiêu em? Không cần trả trước luôn. Đó, còn màu độ thì anh chị và các bạn vui lòng cứ cộng 1,5 triệu, 2 triệu giúp em. Và mình trả trước từ 2 đến 3 triệu ha, tùy á. Cái hồ sơ như thế nào em? Rồi đó thì anh chị và các bạn mình xem mình muốn mua thì mình cứ kết bạn Mạnh và Zalo của Thủy nha, Thủy sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn nha. Còn những bạn mà anh chị và các bạn ở xa, các bạn cứ tới nói là mình có xem kênh YouTube thì Thủy cũng sẽ bớt tiền xăng cho anh chị và các bạn nha. Các bạn cứ yên tâm, mạnh dạn cứ liên hệ đi mọi người. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.